Thưa quý vị và các bạn, Khánh Linh rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin nóng Sài Gòn đã phát sóng hôm nay ngày 22 tháng 5. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Nhiều công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Fujian Việt Nam đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào ngày 20 tháng 5 vừa qua cho biết họ sẽ nhận bảo hiểm xã hội một lần và đồng thời sẽ vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản tiền được công ty hỗ trợ khi nghỉ việc. Đây không phải lần đầu tiên công nhân của công ty Fujian phải đóng thuế thu nhập cho khoản tiền được công ty hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động vì doanh nghiệp khó khăn do ít đơn hàng. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 tuyến giao thông huyết mạch kết nối Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh được khởi công vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, mới thi công được một số đoạn. Đơn vị thi công chủ trương có mặt bằng đến đâu thì thi công tới đó. Hầu hết thì các mặt bằng vẫn chưa được làm sạch, nhiều đoạn chưa tháo dỡ hết các công trình dân dụng. Đáng ngại hơn là cả đường điện vẫn còn hiện hữu, nhiều đoạn mới đang được hạ cốt nền đường. Những hình ảnh chi tiết thiết kế các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vừa được công bố. Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng, khởi công vào đầu năm 2021, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự án xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Trước đó, vào năm 2016, Tổng công ty Cảng Hàng không ACV đã tổ chức thi tuyển thiết kế nhà ga sân bay, phương án LT03 với ý tưởng hoa sen là một trong 3 phương án đạt giải nhất. Ngày hôm nay 22 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Ngọc Hùng Phát 21 tuổi ngụ tỉnh Tiền Giang, Trần Văn Thanh 35 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn 42 tuổi cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ ẩu đả tại đám cưới diễn ra tại nhà hàng Đầm Sen Water Park, quận 11. Tại cơ quan điều tra thì ba người đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan công an kêu gọi những người tham gia cuộc ẩu đả nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 22 tháng 5 thì hơn 100 khách hàng đã tập trung trước văn phòng trụ sở Manulife Việt Nam để tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại và tham gia buổi đối thoại 1-1. Đặc biệt nhiều trường hợp chia sẻ về việc dù có thông báo đóng băng hợp đồng từ giám đốc kế hoạch của Manulife Việt Nam nhưng vẫn có người nhận được tin nhắn yêu cầu đóng tiền từ công ty này. Cái đợt vừa rồi thì mình cũng nghe báo đài nói lên cái phần mà sai sót lỗi của sản phẩm đầu tư Tâm An, cho nên mình cũng đã rút ra một phần đầu tư và sau đó thì mình mới lên mình nộp đơn khiếu nại. Nhưng mà gần đây cũng là ngày 17 thì bên của đầu tư Tâm An vẫn gửi tin nhắn kêu mình đóng tiếp tiền bảo hiểm tiếp. Sau khi mình nhận tin nhắn thì trên cái nhóm của mình đã quyết hôm nay là mình đi lên gặp để bên giám đốc để trả lời tiếp cho mình cái phần tại sao mà đã báo là trong cái mail để gửi về cho trưởng nhóm là đóng băng rồi mà vẫn yêu cầu mình đóng tiếp cái tiền bảo hiểm. Thì mong muốn là bên sản phẩm đầu tư Tâm An bị lỗi thu lại và hoàn tiền lại cho tất cả khách hàng của mình. Sau hơn 2 tiếng trao đổi để có được tiếng nói chung, phía Manulife bước đầu ghi nhận những yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt đối với những hợp đồng sắp đến hạn, Manulife vẫn chấp nhận xử lý khiếu nại của những trường hợp này. Về cái việc đóng băng hợp đồng á, thì Manulife nói là khi mà hợp đồng mà mất hiệu lực á, thì khách hàng vẫn được khiếu kiện lại. Vẫn được khiếu kiện và Manulife sẽ giải quyết. Thì nói chung là bên các khách hàng và bên Manulife nói chung là hai bên phải hợp tác với nhau. Vì cái nạn nhân của Tâm An đầu tư á, nó quá đông nên họ cũng yêu cầu là họ phải có thời gian để mà xử lý. Nên bên đây cũng phải chấp nhận theo cái gì, nhưng cái thời gian đó phải rút ngắn lại. Đó thì trong cái thời hạn của nhóm 98 người á thì hình như là chỉ thấy trong tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.